Hôm nay chúng ta hãy nắm tay nhau để cùng chơi trò dung dăng dung dẻ nha các bạn. Để chơi được trò này, chúng ta cần ít nhất 2 người trở lên. Tuy nhiên, trò chơi sẽ vui hơn nếu chúng ta có đông người. Trò chơi này sẽ giúp các bạn cách đi đều và thẳng hàng nè, rèn luyện cho bạn sức khỏe hàng ngày nữa nè. Không những vậy, đây là một trò chơi dân gian khá thú vị, giúp chúng ta tự tin hơn nữa đó. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy nắm tay nhau và cùng bước nhẹ nhàng nha. À, các bạn nhớ thêm một điều là khi nào hát đến câu cuối, ai ngồi xuống chậm sẽ bị loại ra ngoài. Nên các bạn hãy cố gắng lên nha. Dung dăng dung dẻ, dung dăng dung dẻ, dắt trẻ đi chơi, đến cổng nhà trời, lạy cậu lạy mợ, cho cháu về quê, cho dê đi học, cho cóc ở nhà, cho gà bới bết, xì xa xì sụp, ngồi thụp xuống đây. Và bây giờ các bạn hãy tự mình đọc lại bài đồng dao này nha. Mình đố các bạn, trong bài đồng dao này có bao nhiêu con vật? A. 3 con vật. B. 5 con vật. Đếm lại nha. Dê nè, cóc nè, gà nè. À, có 3 con vật trong bài. Vậy thì mình chọn câu A nhé. Câu đố thứ 2. Trong bài, con nào được đi học vậy bạn? A. Con gà. B. Con dê. Con dê đó. Các bạn chọn câu B là câu trả lời đúng nha. Dung dăng dung dẻ, dung dăng dung dẻ, dắt trẻ đi chơi, đến cổng nhà trời, lạy cậu lạy mợ, cho cháu về quê, cho dê đi học, cho cóc ở nhà, cho gà bới bết, xì xa xì sụp, ngồi thụp xuống đây. Bạn đã bao giờ thấy cái gánh chưa nè? Đó là một vật dụng gồm có 2 chiếc thúng và một cái quan. Thúng dùng để đựng đồ vật, còn quan thì dùng để đỡ 2 chiếc thúng trên vai và giữ cân bằng. Bạn đã hình dung ra rồi chứ gì? Nào, bây giờ chúng mình cùng chơi trò gánh gồng nhé. Gánh gánh gồng gồng, gánh gánh gồng gồng, gánh sông gánh núi, gánh củi gánh cành, ta chạy cho nhanh, về xây nhà bếp, nấu nồi cơm nếp, chia ra 5 phần, một phần cho mẹ, một phần cho cha, một phần cho bà, một phần cho chị, một phần cho anh, ta chạy cho nhanh, về xây nhà bếp, nấu nồi cơm nếp. Và bây giờ các bạn hãy tự mình đọc lại bài đồng dao này nha.
người bạn nhỏ trong bài thật là ngoan bạn nhỉ. Bạn ấy làm biết bao nhiêu là việc nhà. Vậy mình đố bạn nha. Câu đố thứ nhất, bạn hãy cho biết bạn nhỏ có biết xây nhà bếp không? A. Không biết. B. Biết. Phụ giúp cha mẹ. Bạn ấy còn biết xây nhà bếp nữa đó bạn ơi. Vậy chúng ta chọn câu B là câu trả lời đúng nha. Câu đố thứ hai, khi nấu nồi cơm nếp, bạn ấy đã chia ra làm mấy phần cho mọi người nhỉ? A. 3 phần. B. 5 phần. Chia làm 5 phần cho bà, cha, mẹ, anh và chị không nào? Bạn có chọn câu B là câu trả lời đúng không? Gánh gánh gồng gồng. Gánh gánh gồng gồng, gánh sông, gánh núi, gánh củi, gánh cành, ta chạy cho nhanh, về xây nhà bếp, nấu nồi, cơm nếp, chia ra 5 phần, một phần cho mẹ, một phần cho cha, một phần cho bà, một phần cho chị, một phần cho anh, ta chạy cho nhanh, về xây nhà bếp, nấu nồi cơm nếp. Các bạn có thích mưa không? Hãy cùng hạt mưa làm một cuộc hành trình nhé. Hạt mưa, tôi ở trên trời, tôi rơi xuống đất, tưởng rằng tôi mất, chẳng hóa tôi không. Tôi chạy ra sông, nuôi loài tôm cá, qua các làng xã, theo máng theo mương, cho người trồng trọt, hấp vàng chợt có, cơm trắng đầy nồi. Vậy chớ khinh tôi, hạt mưa hạt móc. Và bây giờ các bạn hãy tự mình đọc lại bài đồng dao này nha. Bạn có biết điểm bắt đầu chuyến hành trình của hạt mưa là ở đâu không? A. Trên trời. B. Dưới đất. Đúng bạn nhé. Câu đố thứ hai, các bạn hãy cho biết mưa có ích không vậy bạn? A. Không có ích. B. Có ích. Việc có ích kìa. Bạn hãy đọc lại bài thơ để thấy những việc có ích mà hạt mưa bé nhỏ đã làm nhé.
vậy, chúng ta chọn đáp án B là đáp án đúng nhé. Hạt mưa. Tôi ở trên trời, tôi rơi xuống đất, tưởng rằng tôi mất, chẳng hóa tôi không. Tôi chạy ra sông, tôi loài tôm cá, qua các làng xã, theo máng theo mương, cho người trồng trọt, hấp vàng chợt có, cơm trắng đầy nồi. Vậy chớ kinh tôi, hạt mưa hạt móc. 1, 2, 3, ta cùng chơi trò kéo cưa nhé. Cách chơi như sau. Hai bạn sẽ đứng đối diện và nắm lấy hai tay nhau. Bạn này sẽ kéo nhà bạn kia về phía mình. Sau đó, bạn kia cũng làm ngược lại, kéo nhẹ bạn này về phía mình. Vừa kéo, vừa đọc bài về này nha các bạn. Kéo cưa lừa xẻ. Kéo cưa lừa xẻ, ông thợ nào khỏe, về ăn cơm vua. Ông thợ nào thua, về bú tí mẹ. Kéo cưa lừa kích, làm ít ăn nhiều, nằm đâu ngủ đấy, nó lấy mất cưa, lấy gì mà kéo. Và bây giờ các bạn hãy tự mình đọc lại bài đồng dao này nha. Chơi thật là vui phải không nào? Để chơi trò này, chúng ta cần mấy người tham gia vậy bạn? A. 2 người. B. Chỉ 1 người thôi. Phải có hai bạn tham gia thì mới chơi được nha các bạn. Vậy ta chọn câu A là câu trả lời đúng nhé. Câu đố thứ hai. Nếu kéo cưa khỏe thì ông thợ sẽ được gì nào? A. Được ăn cơm vua. B. Được thưởng tiền. Đó các bạn. Vậy ta chọn câu A là câu trả lời đúng nhé. Kéo cưa lừa xẻ. Kéo cưa lừa xẻ, ông thợ nào khỏe, về ăn cơm vua. Ông thợ nào thua, về bú tí mẹ. Kéo cưa lừa kích, làm ít ăn nhiều, nằm đâu ngủ đấy, nó lấy mất cưa, lấy gì mà kéo. Các bạn hãy nghe thử một bài đồng dao nói về nguồn gốc của họ hàng nhà Kỳ Đà Cắt Ké nha. Kỳ Đà Cắt Ké. Kỳ Đà là cha Cắt Ké. Cắt Ké là mẹ Kỳ Nhông. Kỳ Nhông là ông Cà Cưỡng. Cà Cưỡng là dượng Kỳ Đà. Kỳ Đà là cha Cắt Ké. Và bây giờ các bạn hãy tự mình đọc lại bài đồng dao này nha. Vậy mình đố các bạn nha. Có tất cả mấy con vật trong bài này vậy ta? A. 2 con. B. 4 con.
Một là kỳ đa nè, hai là cắt ké nè, ba là kỳ nhông, bốn là cà cưỡng. Vậy thì mình chọn đáp án B bạn nhé. Câu đố thứ hai. Con nào là ông cà cưỡng bạn nhỉ? A. Kỳ đà. B. Kỳ nhông. Rốt cuộc, khi nghe bài đồng dao này xong, chúng mình thấy quan hệ họ hàng của nhà kỳ đà phức tạp quá ha. Nhưng theo câu thơ thì ta thấy ông của cà cưỡng là kỳ nhông đó các bạn. Vậy đáp án chính xác là đáp án B nha các bạn. Kỳ đà cắt ké. Kỳ đà là cha cắt ké. Cắt ké là mẹ kỳ nhông. Kỳ nhông là ông cà cưỡng. Cà cưỡng là dượng kỳ đà. Kỳ đà là cha cắt ké. Các bạn nhỏ của chúng ta chắc chắn ai cũng thích mẹ đi chợ phải không nào? Vì mỗi lần đi chợ về mẹ sẽ mua rất nhiều quà. Hãy xem bạn nhỏ trong bài đồng dao được mẹ mua những quà gì nha các bạn. Mẹ em đi chợ đèn trong. Mẹ em đi chợ đèn trong. Mua em cây mía vừa cong vừa dài. Mẹ em đi chợ đàng hoài. Mua em cây mía vừa dài vừa cong. Và bây giờ các bạn hãy tự mình đọc lại bài đồng dao này nha. Đó các bạn, bạn nhỏ được mẹ mua quà gì? A. Một cây đèn ông sao. B. Cây mía. Cây đèn ông sao chỉ dành tới rằm trung thu thôi. Vì vậy, chúng ta chọn đáp án B là cây mía nha các bạn. Mẹ em đi chợ đèn trong. Mẹ em đi chợ đèn trong. Mua em cây mía vừa cong vừa dài. Mẹ em đi chợ đàng hoài. Mua em cây mía vừa dài vừa cong. Các bạn có biết không, con vật cũng giống như con người vậy đó. Mỗi con đều có một tính cách khác nhau. Con thì chăm chỉ, con thì lười biếng. Bạn hãy nghe thử xem trong bài này con vật nào đáng được khen nhé. Mèo và ngựa. Con mèo nằm bếp co ro, ít ăn nhiều ngủ, ít lo ít làm. Con ngựa đi bắc về nam, nhiều ăn ít ngủ, nhiều làm, nhiều lo. Và bây giờ, các bạn hãy tự mình đọc lại bài đồng dao này nha. Mình đố các bạn, con gì hay ngủ ít làm? A. Con ngựa. B. Con mèo. Đáp án đúng của chúng ta là
câu B là con mèo đó các bạn. Câu đố thứ hai, các bạn hãy cho biết con gì đi bắc về nam? A. Con kiến. B. Con ngựa. Bài này có con kiến xuất hiện không? Chắc chắn là không rồi. Ngựa chính là một con vật phi rất nhanh, lại trung thành với người nữa, nên nó theo người đi khắp nơi để thô hàng. Vậy ta chọn đáp án B nha. Mèo và ngựa. Con mèo nằm bếp co ro, ít ăn nhiều ngủ, ít lo ít làm. Con ngựa đi bắc về nam, nhiều ăn ít ngủ, nhiều làm nhiều lo. Chắc bạn nào cũng biết ông sao ở trên trời cao rồi đúng không nè? Buổi tối ngước nhìn lên bầu trời, ngắm những vì sao lấp lánh. Các bạn hãy đọc bài đồng dao này để rủ ông sao xuống chơi cùng nhé. Ông sảo ông sao, ông sảo ông sao, ông vào cửa sổ, ông ở với tôi, ông ngồi trên chiếu, tôi biếu củ khoai, ông nhai nhóc nhép, cá tôm cá tép, ông ghép với rau, ăn mau chóng lớn, ông ngồi dậy, ông về trời. Và bây giờ, các bạn hãy tự mình đọc lại bài đồng dao này nha. Ông sao vào nhà bằng lối nào vậy bạn? A. Ống khói. B. Cửa sổ. Bằng cửa sổ đó bạn ơi. Vậy ta chọn câu B thôi nào. Mình đố các bạn, nếu xuống trần gian chơi cùng trẻ con, ông sao sẽ được ăn món gì ta? A. Củ khoai, tôm tép, rau. B. Chỉ củ khoai thôi. Đủ đâu. Bạn chọn câu A thì mới đủ đó nha. Ông sảo ông sao, ông sảo ông sao, ông vào cửa sổ, ông ở với tôi, ông ngồi trên chiếu, tôi biếu củ khoai, ông nhai nhóc nhép, cá tôm cá tép, ông ghép với rau, ăn mau chóng lớn, ông ngồi dậy, ông về trời. Rên rên rang rang. Ý chà, bài đồng dao gì mà có tựa nghe lạ quá chừng, cứ như là một tiếng động gì đấy. Nào, chúng mình thử cùng tìm hiểu xem đó có phải là tiếng động hay không nhé bạn. Rên rên rang.